Thưa quý vị, trong dinh dưỡng hàng ngày thì chúng ta thường hay để ý đến các bữa chính như sáng, trưa hay tối. Thế nhưng ít người chúng ta quan tâm đến các bữa phụ. Vậy bữa phụ có vai trò gì ở trong cuộc sống và trong dinh dưỡng? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia quen thuộc của Cà phê Sáng, xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Xin chào biên tập viên, xin chào khán giả VTV3 Cà phê Sáng. Vâng, thưa bác sĩ, vậy bữa phụ có những vai trò gì ở trong cuộc sống hàng ngày ạ? Vâng, chúng ta biết rằng là thông thường ấy thì trước kia thì đối với cả kể cả người châu Âu ấy, thì người ta ăn hai bữa, bữa sáng, bữa tối. Thế và sau đấy thì đến khoảng năm 1840 ấy, thì có một nữ bá tước người Anh, thì cô ấy thấy là cái đoạn buổi chiều ấy rất bị đói, và vì vậy cô ấy tổ chức những cái bữa tiệc trà buổi chiều với bánh này, với trà này. Thế còn đối với Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là thường chúng ta hay nghĩ đến ba bữa sáng, trưa, chiều. Thế nhưng mà tuy nhiên thì một cái cuộc điều tra gần đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là có đến khoảng 90% các bạn ấy có sử dụng các bữa phụ. Ví dụ như là sử dụng các cái loại ăn vặt này, rồi đặc biệt là bữa phụ chiều này. Như vậy chúng ta thấy là cái bữa phụ nó có vai trò quan trọng. Và đối với cả dinh dưỡng ấy, thì bữa phụ nó giúp cho cơ thể của chúng ta tránh lâm vào cái tình trạng đói. Bởi chúng ta biết là bình thường ấy, sau cái bữa ăn khoảng 4 giờ đồng hồ thì dạ dày nó sẽ tiêu hóa hết cái lượng thức ăn ở trong dạ dày. Và bắt đầu sau cái thời điểm 4 giờ đấy thì cơ thể ta bắt đầu nó có những cái dấu hiệu là bị thiếu và bắt đầu đói. Thế như vậy thì thường thì sau 4 giờ mà chúng ta thấy rằng là từ cái bữa trưa ấy, mà đến bữa chiều ấy, thường cái cự ly của nó cỡ khoảng là 7 tiếng. Như vậy thì cái đoạn ở giữa đấy thường nó sẽ gây ra cái tình trạng về thiếu về năng lượng. Và đặc biệt khi mà giảm cái gluco ấy, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, hoặc cái đầu óc của chúng ta nó không tập trung được. Thì đấy là cái lúc những thời điểm cái vai trò của bữa phụ. Vâng, vậy với đối tượng là trẻ nhỏ thì trong bữa phụ chúng ta cần lưu ý những gì thưa bác sĩ? Vâng, đối với trẻ nhỏ bữa phụ có vai trò rất quan trọng. Lý do là bởi vì cái chúng ta thấy rằng là nếu mà tính theo kilocalo ra kilogram cân nặng ấy, thì trẻ nhỏ cần rất là nhiều, trong khi dạ dày của trẻ thì rất là nhỏ, nó chỉ tương đương kích cỡ khoảng một nắm tay thôi. Như vậy thì trẻ nhỏ không thể ăn được với số lượng lớn, trong khi cái nhu cầu về năng lượng trên kilogram thì lại nhiều. Thế chính vì thế thì cái nguyên tắc cho trẻ ăn ấy là cái khối lượng nó không nhiều nhưng đậm độ năng lượng phải nhiều và phải chia ra thành nhiều bữa. Vâng. Chính vì thế chúng ta thường hay khuyến nghị là có 3 bữa chính rồi là khoảng 2 đến 3 bữa phụ. Đấy. Thế các bữa phụ đấy của trẻ nhỏ ấy, nguyên tắc là nó tập trung nhiều vào vấn đề năng lượng. Đối với người lớn thì câu chuyện là tập trung nhiều vào những vấn đề ví dụ như là các vi chất này, chất xơ này. Còn đối với trẻ em thì tập trung nhiều vào vấn đề năng lượng. Tất nhiên là trong năng lượng đấy có cả những cái vi chất. Thì các bữa phụ đấy thì nó bao gồm rất là nhiều các loại thực phẩm mà chúng ta có thể áp dụng. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải xem là trẻ đang thừa cân béo phì hay đang suy dinh dưỡng. Nhưng về nguyên tắc ấy, đối với các trẻ thông thường thì sẽ bao gồm là ví dụ như là các sản phẩm là sữa này, các phô mai này, sữa chua này, hoa quả, các loại bánh quy, rất là nhiều các loại thực phẩm. Tôi thì thường khi trao đổi với cả các bệnh nhân hoặc trẻ em ấy, mà các cháu có thể lớn mà nói chuyện được với mình ấy, thì mình thường thì mình cho các cháu chọn. Vâng. Các cháu chọn trong những thức ăn tốt mà mình đưa ra. Thế như vậy thì nó sẽ phù hợp cả với khẩu vị và cả với sự phát triển của bé. Vâng, vậy một nhóm đối tượng khác cũng cần phải được hướng dẫn về việc ăn bữa phụ sao cho đúng chính là nhóm những người bị đau dạ dày. Chúng ta cần phải lưu ý gì ạ? Vâng, đối với người đau dạ dày thì chúng ta thấy là cũng có những cái nét giống với cả những cái chế độ ăn của trẻ nhỏ. Tức là người ta không ăn được nhiều. Nếu mà ăn nhiều ấy thì người đau dạ dày thường thì sẽ ngay lập tức là sẽ có cảm giác buồn nôn. Và chúng ta biết bây giờ cái tỷ lệ đau dạ dày là khá là cao. Ví dụ như các triệu chứng đau dạ dày chúng ta thấy rằng là hiện nay đưa ra là khoảng 70%. Thế còn lại những cái triệu chứng cái bệnh viêm loét dạ dày chẳng hạn, thì đối với cả những cái viêm dạ dày thì có đến khoảng 26% dân số, và còn có những trường hợp loét thì khoảng hơn 10%. Như vậy cái tỷ lệ rất là cao. Và chúng ta biết là ngoài các nguyên nhân về ví dụ như vi khuẩn HP là nguyên nhân nhiều nhất, rồi các nguyên nhân khác ví dụ như là vấn đề sử dụng thuốc giảm đau, rồi là có một nguyên nhân rất là quan trọng, thế là chế độ ăn uống. Vâng. Ví dụ như chẳng hạn là uống rượu chẳng hạn, thì nó ảnh hưởng đến các niêm mạc, đồng thời nó tăng cái kích thích của cái sản xuất của các cái axit dịch vị. Như vậy thì nó làm tăng lên cơn đau. Hoặc là hút thuốc chẳng hạn, cái nicotine nó cũng làm tăng cái axit dịch vị. Thế còn cái chế độ ăn của đối với người đau dạ dày cái bữa phụ ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là tập trung vào một số các sản phẩm. Ví dụ như là các bạn có thể mật ong này, bánh mì này, rồi chúng ta có thể là chuối. Chuối thì trong thành phần có kali, rồi gluco cũng cung cấp rất là tốt.
Ngoài ra còn có một cái sản phẩm mà gây cái sự tranh luận giữa các nhà khoa học đối với người ăn dạ dày, đau dạ dày, ví dụ như là cái sữa chua chẳng hạn. Thì có một số nghiên cứu người ta nói rằng là có thể có cái gây kích ứng, nhưng phần lớn các nghiên cứu người ta thấy rằng là cũng có hiệu quả tốt khi là tạo ra một cái lớp màng bảo vệ cái niêm mạc dạ dày. Nhưng mà cái sữa chua của nó là cố gắng là sữa chua ít đường. Thế và tốt nhất là chúng ta nên thử, nên ăn một chút xíu, và chúng ta nếu thấy chúng ta ổn thì chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, đối với nghề dạ dày như vậy, và cái nguyên tắc là cố gắng là chia nhỏ các bữa. Vậy thưa bác sĩ có thể đưa ra những gợi ý về những thực phẩm chúng ta nên sử dụng trong bữa phụ ạ? Vâng, đối với thực phẩm nên sử dụng trong bữa phụ ấy, thì chúng tôi thấy thế này. Đầu tiên chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải biết là cái cân nặng của chúng ta thừa hay thiếu. Ví dụ nếu mà cân nặng chúng ta thừa ấy, thì cái hạn chế bữa phụ hoặc là sử dụng bữa phụ chỉ tập trung chủ yếu vào chất xơ. Còn nếu mà cân nặng của chúng ta hoàn toàn bình thường thì chúng ta có thể ăn theo cái sở thích của chúng ta. Cái bữa phụ buổi sáng thì chủ yếu chúng ta sẽ nghiêng nhiều về các hướng là nước. Đấy, cái đấy là quan trọng. Thường thì cỡ khoảng tầm từ 9:30-10 giờ chúng ta có thể bổ sung các loại nước. Còn bữa phụ buổi chiều thì thông thường là do cái quãng từ bữa trưa đến bữa tối nó sẽ khoảng cách của nó sẽ khoảng 7 tiếng. Như vậy đến khoảng 4 giờ chiều thì chúng ta thường sẽ có cái cảm giác đói. Lúc này cái bổ sung tốt nhất thì nên là bổ sung các vitamin và chất xơ. Ví dụ chúng ta thấy rằng ở công sở chẳng hạn, cái thời gian thì rất ít, chúng ta không thể tổ chức một bữa ăn được. Nhưng các bạn có thể sử dụng các loại hạt thì nó rất là lý tưởng, bởi nó rất là nhanh, nó cung cấp thêm được cả các vi chất omega rồi nhiều chất nữa. Chúng ta cũng có thể sử dụng chuối. Quả chuối là một quả rất là lý tưởng khi mà nó cung cấp kali và năng lượng phù hợp, đồng thời nó có cả những cái thành phần để đốt chất béo nữa. Rồi chúng ta thấy rằng là một số các cái sản phẩm khác, ví dụ như là sữa chua chẳng hạn, rồi là một số các cái sản phẩm ví dụ như là khoai hoặc là bánh mì rất là nhẹ nhàng. Lưu ý là đừng có ăn quá nhiều, bởi vì nếu ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến bữa tối, và đặc biệt các bạn thường cân thì càng không được ăn quá nhiều. Thế còn cái bữa phụ tối ấy, thì nên, nếu mà các bạn sử dụng thì chỉ nên sử dụng đối với bạn có cân nặng không thừa cân béo phì, và nên sử dụng trước khi ngủ 1 giờ. Để không nên sát quá sát giờ ngủ. Và thực ra cái giờ tối ấy là giờ lý tưởng nhất để ăn sữa chua. Ở cái giờ thời điểm này ấy, thứ nhất là cái sữa chua nó giúp năng lượng cho các bạn ngủ. Thứ hai là giúp cho tiêu hóa các bạn sẽ rất là tốt. Và cái thứ ba quan trọng là khi ngủ ấy, cái lượng canxi trong máu nó thấp đi, và vì vậy nó tăng cường hấp thụ canxi từ trong sữa chua. Đấy, thì ngoài ra hoa quả cũng là một lựa chọn luôn luôn tốt. Vâng, và thông qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi của chuyên gia thì hy vọng rằng quý vị khán giả cũng đã nắm được những thông tin cần thiết để có được một bữa phụ hợp lý trong ngày, để vừa đảm bảo sức khỏe mà lại vừa giữ được một vóc dáng cân đối. Rất cảm ơn những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn ạ.